Kính chào quý khán giả và quý bà con. Ánh Nguyệt và Khánh Tường rất vui được đồng hành cùng bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay ngày 28 tháng 3 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin thiết thực đáng chú ý về hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Đẩy mạnh xuất khẩu, nông sản Lâm Đồng tiếp tục vững bước vươn ra thị trường quốc tế. Lâm Đồng triển khai các giải pháp điều tiết hợp lý nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đội nắng trưa hè cào hến trên sông. Chuyên mục con số hôm nay, sụt giảm tới 95,5% gạo xuất khẩu sang Trung Quốc. Thưa quý vị và bà con, mở đầu chương trình hôm nay như thường lệ sẽ là những thông tin đáng chú ý ghi nhận từ Lâm Đồng. Thưa quý bà con, nhờ triển khai nhiều giải pháp phù hợp như tăng cường áp dụng quy trình canh tác tiên tiến, sử dụng giống mới, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường, mà năng suất và chất lượng nông sản của Lâm Đồng đã có nhiều bước cải tiến. Đây là cơ sở để bà con nông dân và các doanh nghiệp địa phương thuận lợi trong tìm kiếm thị trường, xuất khẩu nông sản. Từ đầu năm 2019 đến nay, 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xuất khẩu trên 92,3 triệu cành, cây, ngọn hoa các loại, 198 tấn rau củ quả tươi và cấp đông các loại, gần 1.800 tấn khoai lang tươi và khoai lang đông lạnh, 324,9 tấn hạt điều, cà phê, mắc ca và 24 tấn nước ép chanh dây xuất khẩu đi 20 quốc gia trên thế giới. Hiện nay, thông qua nhiều hình thức liên kết sản xuất, bà con nông dân các địa phương tiếp tục đầu tư, sản xuất ngày càng bài bản, nhất là đối với các lĩnh vực sản xuất thế mạnh ở địa phương bấy lâu như canh tác rau, hoa, cà phê, chè, chăn nuôi bò sữa, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong và ngoài nước. Thưa quý bà con, nhằm nâng cao giá trị nông sản cung ứng cho thị trường, bên cạnh việc tăng cường áp dụng nhiều giải pháp tiên tiến để ổn định năng suất và cải thiện chất lượng nông sản, tỉnh Lâm Đồng còn ưu tiên đẩy mạnh khâu chế biến nông sản. Nhiều giải pháp đang tiếp tục được ngành nông nghiệp Lâm Đồng triển khai nhằm nâng cao hơn nữa tỷ lệ nông sản được chế biến trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng có ít nhất từ 4 đến 6 trung tâm sau thu hoạch, với hạt nhân là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất chế biến kinh doanh nông sản rau quả. Nâng công suất sơ chế biến rau quả toàn tỉnh đạt từ 50.000 đến 120.000 tấn trên một năm, tăng tỷ lệ qua chế biến đạt 25 đến 30% sản lượng rau củ quả của toàn tỉnh. Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có gần 1.500 doanh nghiệp cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến nông sản. Trong đó, chế biến các loại rau củ là lĩnh vực hoạt động hiệu quả nhất, mỗi năm chế biến gần 30.000 tấn, tiếp đến là chế biến chè với lượng chè chế biến hàng năm trên 17.000 tấn. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý bà con, trong những tháng đầu năm 2019, tại tỉnh Lâm Đồng do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, thời tiết nắng nóng kéo dài, xảy ra hiện tượng khô hạn ở một số vùng xa, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Vài tuần trở lại đây, đã xuất hiện mưa trái mùa ở một số khu vực như thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các huyện như Bảo Lâm, Đức Trọng, Di Linh. Bên cạnh đó, thì lượng nước trong các hồ chứa vẫn còn khối lượng nước khá lớn, từ 80 đến 90% dung tích thiết kế, do đó vẫn cơ bản đảm bảo nguồn nước tưới trong vùng quy hoạch. Để tiếp tục duy trì, đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ sản xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, tăng cường công tác kiểm tra, điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm nhằm đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất và các nhu cầu dùng nước khác của nhân dân. Hiện nhiều công trình thủy lợi quan trọng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Cũng là câu chuyện về nước tưới, thưa quý bà con, không có điều kiện tốt như Lâm Đồng, tại nhiều tỉnh thành khác tình hình khô hạn vẫn diễn biến phức tạp và đáng lo ngại. Theo ghi nhận của phóng viên chương trình, hiện hàng trăm lúa vụ đông xuân 2018-2019 tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đang trong tình trạng khô hạn nghiêm trọng. Do nằm ở cuối nguồn nước, hệ thống thủy lợi chưa vươn tới nên nếu trong thời gian tới không có mưa, diện tích lúa chết cháy ở địa phương này sẽ ngày càng tăng cao. Phú Đa và Lương Viễn thuộc khu vực cuối nguồn nước, hệ thống thủy lợi chưa vươn tới nên hàng năm người dân thường xuyên phải đối mặt với những khó khăn do thiếu nước sản xuất.
Vụ đông xuân năm 2018 đến năm 2019, thị trấn Phú Đa đưa vào gieo cấy 870 hectare lúa đông xuân. Cho đến nay, nắng hạn kéo dài khiến cho gần 150 hectare lúa khô cháy, có nguy cơ mất trắng 100% diện tích. Chúng đại đa số là dân ở đây thì cũng là coi như bị hơi nhiều. Mà khó khăn nhất là coi như hiện nay dân ở đây thì điều kiện khó khăn là chúng là phấn bón hoặc là coi như là đầu tư bỏ đâu ra là coi như đáng còn năm dịch vụ hết. Để giúp người dân có nước để sản xuất nông nghiệp và phục vụ đời sống, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt dự án đầu tư hệ thống tưới Thanh Lam Phú Đa với tổng kinh phí hơn 26 tỷ đồng. Theo kế hoạch đến tháng 12 năm 2016, công trình hoàn thành. Tuy nhiên, sau gần 3 năm triển khai thi công, đến nay công trình vẫn còn ngổn ngang và hàng trăm hecta lúa của bà con nông dân vẫn tiếp tục khô cháy do thiếu nước. Vâng, cũng lại thêm một câu chuyện về chống hạn cho cây trồng trong cao điểm nắng nóng. Thưa quý vị và bà con, những ngày này đang là cao điểm của mùa khô ở Đồng Nai. Nắng nóng gay gắt khiến sông, hồ, đập trên địa bàn này cạn nước, trong khi nhu cầu nước tưới cho các loại cây trồng đang tăng cao. Để giải quyết tình trạng này, cơ quan chức năng tỉnh đang chủ động điều tiết lượng nước tưới tại các hồ, đập thủy lợi, khuyến cáo người dân cần sử dụng nguồn nước hợp lý. Cánh đồng lúa của người dân ở xã Sông Rây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đang chuẩn bị làm đồng, nên cứ vài ngày bà con nông dân lại phải cho nước vào ruộng. Mặc dù nắng nóng gay gắt, nhưng toàn bộ diện tích lúa nơi đây vẫn được cung cấp đủ nước tưới, cây phát triển tốt. Có được điều này là nhờ chính quyền địa phương phân công cán bộ thường xuyên mở cống điều tiết nước cho đồng ruộng. Nói thời tiết năm nay nóng hơn, mà giờ lúa đang phát triển, đang có đồng, mà nước cũng thuận tiện, cái thời gian này nước cũng đầy đủ. Trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ hiện có 13 hồ chứa nước và đập dân với tổng trữ lượng trên 12 triệu mét khối. Những ngày nắng nóng này, nguồn nước trữ tại các hồ chứa, đập giảm xuống còn một nửa. Do đó, để đảm bảo lượng nước tưới tiêu cho hàng ngàn hecta cây trồng, các ngành chức năng thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, điều tiết tưới tiêu hợp lý, chủ động triển khai các biện pháp phòng hạn khi thời tiết diễn biến phức tạp. Hiện các công trình thủy lợi trên địa bàn Đồng Nai đảm bảo nguồn nước tưới cho hơn 20.000 hecta cây lúa. Do mùa khô còn kéo dài, ngành chức năng khuyến cáo nông dân trồng cây lâu năm sử dụng nước tưới tiết kiệm, áp dụng công nghệ tưới tự động, nhỏ giọt vào sản xuất. Liên tục chương trình, vào mùa thu hoạch nhưng đâu đấu nỗi lo suy giảm nguồn lợi cá đồng tự nhiên. Chuyên mục con số hôm nay, sụt giảm tới 95,5% gạo xuất khẩu sang Trung Quốc. Câu chuyện nông sản Lâm Đồng và sự sẵn sàng tiếp cận thị trường xuất khẩu. Chuyển sang những câu chuyện sản xuất đáng chú ý khác. Kính thưa quý bà con, mùa khô hàng năm tại các vùng ngọt hóa Bắc Cà Mau, người dân vẫn bắt đầu thu hoạch nguồn lợi cá đồng tự nhiên tại các kênh, đầm. Đây là nguồn lợi rất lớn mà thiên nhiên đã ban tặng cho người dân vùng đất nơi đây. Huyện Trần Văn Thời là địa phương được xem là cái nôi của cá đồng mỗi năm. Tại đây cung cấp cho thị trường khoảng hàng chục ngàn tấn. Vào khoảng tháng 2 đến tháng 3 âm lịch, khi mực nước trên đồng khô cạn, cũng là thời điểm cá đồng sẽ vào các đầm còn nước để trú ngụ. Người dân dùng lưới chụp hoặc tác đầm để bắt cá. Tuy nhiên, những năm gần đây, nguồn lợi cá đồng ngày càng cạn kiệt, khiến công tác bảo tồn trở nên vô cùng cấp bách. Thời gian gần đây thì nói chung là cá đồng nó bị giảm nhiều. Tại vì do mình làm ruộng hai vụ đó, cái mực nước trên ruộng nó không có nhiều. Cái thứ hai nữa là cái thức ăn cho cá nó cũng hạn chế do mình sử dụng thuốc trừ sâu. Khi cá đồng ngày càng ít, thì người ta lại nghĩ ra nhiều cách săn bắt tận diệt như kích điện, lưới ba màng, lú Huế, rồi đến kéo lưới bắt cá non, làm cho nguồn cá tự nhiên cạn kiệt dần. Thực tế này đã đặt ra nhiều bài toán mang tính cấp bách trong việc khai thác gắn với công tác bảo tồn nguồn lợi tự nhiên. Cùng là câu chuyện khai thác nguồn lợi từ dòng sông, cánh đồng quê hương, những ngày này nhiều người dân ở khu vực miền Tây cũng bắt đầu hối hả mùa bắt hến. Những hình ảnh chân thực về nghề cào hến ở làng quê miền Tây đã được chúng tôi ghi nhận và sẽ chuyển đến quý vị ngay sau đây. 2 giờ trưa, trên tuyến kênh Nội Đồng, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nhiều phương tiện ghe cào vẫn nhộn nhịp hoạt động, mặc cho cái nắng chói chang. Mỗi phương tiện hoạt động từ 2 đến 3 người, làm việc có khi từ trưa đến 2-3 giờ chiều, tùy theo con nước.
Số hến cào được chở về nhà, đem luộc chín rồi bán lại với giá tầm 25.000 đồng một ký hến thịt. Trừ chi phí xăng dầu, mỗi ngày một hộ đi cào có thu nhập từ vài trăm ngàn đồng. Liên tục chương trình là chuyên mục con số hôm nay. Thưa quý bà con, 95,5%, đây là con số chúng tôi muốn nhấn mạnh trong chương trình hôm nay. Đáng chú ý, con số này là thống kê về mức độ sụt giảm kỷ lục của xuất khẩu gạo Việt Nam sang Trung Quốc, giảm tới 95,5%. Theo hạn ngạch nhập khẩu gạo của Trung Quốc từ Việt Nam, mỗi năm ước chừng có khoảng 5,32 triệu tấn gạo được nhập và số gạo nhập này được duy trì 10 năm nay. Trước đây, Trung Quốc được coi là nước khá dễ tính trong việc kiểm soát gạo nhập khẩu và vẫn duy trì nhập qua đường biên mậu. Tuy nhiên hiện nay, vấn đề nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên mậu đã được Trung Quốc siết chặt, nên đã dẫn đến hàng loạt lô hàng gạo với số lượng lên tới hàng chục nghìn tấn bị tắc lại tại các cửa khẩu. Theo tham tán thương mại Việt Nam tại Trung Quốc, số lượng doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu gạo sang Trung Quốc giảm dần. Trước đây, trong quy hoạch các doanh nghiệp xuất khẩu, Bộ Công Thương đã chủ trương và chỉ chấp nhận cho 159 doanh nghiệp trong nước được thực hiện xuất khẩu gạo vào Trung Quốc. Tuy nhiên, do phía Trung Quốc muốn chủ động kiểm soát nhập khẩu gạo, nên sau những đợt thanh tra của đoàn Trung Quốc, số lượng doanh nghiệp được phép xuất khẩu gạo sang Trung Quốc của Việt Nam giảm xuống chỉ còn vài chục doanh nghiệp. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất của bà con nông dân các địa phương trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý bà con, Lâm Đồng là nơi sản xuất rau, củ quả chính của khu vực miền Nam, Việt Nam. Hiện nay thì sản phẩm rau Lâm Đồng đã và đang được xuất khẩu sang hàng chục quốc gia ở khắp các châu lục. Với thế mạnh sẵn có cùng nỗ lực nâng cao chất lượng rau củ quả của các doanh nghiệp địa phương, mọi cơ hội mở ra từ các thị trường trong khu vực và thế giới sẽ được tận dụng tối đa. Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, tổng diện tích trồng rau các loại trên địa bàn tỉnh đạt gần 68.000 hectare, với tổng sản lượng khoảng 2,4 triệu tấn trên một năm. Hiện nay, sản phẩm rau Lâm Đồng đã và đang được xuất khẩu sang các nước khu vực Đông Á, châu Âu, Đông Nam Á và châu Úc. Tổng sản lượng rau xuất khẩu năm 2018 đạt 11.000 tấn. Song song với việc khai thác các thị trường truyền thống, nông nghiệp Lâm Đồng cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng để tận dụng tối đa những cơ hội xuất khẩu mới. Lâm Đồng là một địa phương có thương hiệu rau nổi tiếng của Việt Nam và trong tương lai có nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao. Trong khi đó, các doanh nghiệp Singapore vốn có thế mạnh về công nghệ, chuỗi cung ứng, logistics có thể hỗ trợ và cùng hợp tác đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho cả đôi bên. Ngoài các doanh nghiệp địa phương, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng thu hút nhiều doanh nghiệp FDI tham gia vào chuỗi thu mua, cung ứng nông sản. Chúng tôi thấy cái tiềm năng thị trường nó nhiều thì chúng tôi sẽ tăng cái sản lượng lên. Ví dụ như thời điểm ban đầu chúng tôi chỉ bắt đầu với 50 hectare nhưng bây giờ chúng tôi đã phát triển lên hơn 400 hectare. Và không chỉ cung cấp cho cái thị trường nội địa mà chúng tôi còn có xuất khẩu sang các cái thị trường khác. Bên cạnh phát triển các mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, sự tham gia của các đơn vị có vốn vào chuỗi sản xuất cung ứng rau, củ quả tại địa phương cũng đã góp phần tạo nên nền tảng chất lượng cho nông sản Lâm Đồng. Đây là những tiền đề quan trọng làm nên sức mạnh của nông sản Lâm Đồng nói chung trên đường hội nhập. Thưa quý bà con, lĩnh vực nông nghiệp được khẳng định là một trong những trụ cột phát triển kinh tế ở Lâm Đồng. Khi những điểm nghẽn về chất lượng được khơi thông sẽ tạo đường băng, cất cánh cho mục tiêu đưa Lâm Đồng trở thành địa phương có nền nông nghiệp hiện đại và bền vững là trung tâm cung ứng nông sản chất lượng cao cho các bạn hàng quốc tế. Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.